Vâng, chúng ta vừa mới thực hiện xong cho của cô. Cô năm nay cũng gần 70 tuổi rồi. Cô là cô từ bên Đức về đúng không? Đúng rồi, cô từ tranh thủ về Việt Nam về thăm gia đình họ hàng rồi là để chỉnh sửa lại. Vì là bây giờ có tuổi rồi mặt mũi nó cũng sập sệ quá rồi. Vâng, đấy là quy luật của tạo hóa nha, mình không tránh khỏi được thôi, mình cứ líu kéo, có điều kiện thì mình líu kéo nhẹ nhàng. Nhưng mà trên cái tinh thần là mình làm nó cũng phải vừa phải để làm sao mà nó tự nhiên ấy. Làm sao mà đến lúc làm xong mình còn tự tin mình đi ra đường kể nhé. Có chơi nhiều người mà cố quá thì nó lại thành chung mình cười. Dạ, ok, cô xoay gương, cô xem kết quả rồi thấy ok. Lòng, rất vui, rất cảm ơn cháu đôi bàn tay vàng. Dạ. Làm được thế. Thật ra thì cô năm nay 70 tuổi rồi, cái da nó rất là lão hóa, rất là bùng nhùng. Chúng ta sẽ phải cố gắng để sử dụng cái kỹ thuật mà lại làm mấy dịch vụ liền, vừa nâng cung mày, vừa cắt mí nhé. Thế bác sĩ đã phải sử dụng cái kỹ thuật gây tê là không sang chấn để nó không bị tổn thương, không bị tổn thương mô. Chúng ta còn xem một chút cái hình ảnh trước của cô. Đây là cái mắt rất là sụp, cái cung lông mày thấp. Đó, mắt sụp, cung lông mày thấp và cô mong muốn chúng ta đã vừa phải bác sĩ vừa phải nâng kéo cao cái phần đầu trong cung lông mày lên một chút xíu để mọi người xem cô trẻ ra khá nhiều đúng không? Với một cái form mí cũng như cái làm phong cách mí tự nhiên thì chúng ta không thể thì thường là nó sẽ rất khá là nhanh bình phục và nó sẽ nhẹ nhàng dành cho tiếp những người, những các cô, các chị cũng như các chị em mà mong muốn theo cái trường phái tự nhiên. Thật ra thì trường phái tự nhiên ấy, thì như bên Hàn Quốc ấy, nó là cái đi đầu của châu Á về phẫu thuật thẩm mỹ ấy, nhưng nó đi trước Việt Nam mình khoảng 10 năm đến 20 năm gọi, nhưng bây giờ nó cũng chỉ làm tự nhiên thôi nhé. Nhưng là ok, chúng ta cùng xem lại một chút. Cô hơi nhắm mắt lại, dùng cô mở mắt lại rồi chúng ta cùng xem nha. Đó, nó có chút cái sưng nề do cái thuốc tê bác sĩ bơm vào, nên mắt của cô là có hơi có thiếu mỡ ở bên trong nữa. Chúc cô mau bình phục nhé, cái chuyến trải nghiệm về. Dạ, cái đường sẹo nó hơi nhiều thì cháu đã chia sẻ rồi, cô đã phải chăm sóc sẹo tích cực nhé. Ok. Chúc mừng cô. Cảm ơn cô. Rồi, xin chào các bạn.